bác. Hôm nay em dẫn các bác đến trang trại cây giống của bên em về các cái dòng hoa. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu một số các cái dòng hoa và các cái loại cây giống hiện tại của bên em. Đầu tiên thì bước vào vườn thì đây là có dòng lên hoa nhà Nhật nhé các bác nhé. Nó có hai màu, màu trắng và màu tím này. Đây là mới ra thì nó sẽ là màu tím nhé, mà gần khi tàn nó sẽ là chuyển sang màu trắng. Hoa rất thơm các bác nhé. Đây, các bác có thể đi học hoa một chút.
Vừa rồi thì em đã dẫn các bác đi xem toàn bộ cái khu vườn cây giống của bên em. Thì các bác nào có nhu cầu về các loại cây giống ở bên em đang sản xuất thì có thể alo cho em qua số điện thoại em để phía dưới video, truy cập website nhungcay.vn của em để tham khảo. Các bác nhớ like và chia sẻ cái kênh của em để được cập nhật các loại giống cây mới và các loại dụng cụ về bonsai cây trồng. Xin chào các bác.